Kính thưa thầy chủ trì, kính thưa toàn thể quý hành giả trong khóa tu một ngày hôm nay, trước hết để đi vào chương trình Sayadaw tức là hòa thượng, Sayadaw sẽ có những lời khuyên sách tấn đến quý Phật tử và gieo duyên đến quý Phật tử. Thì trước khi đi vào những lời khuyên, ngài sẽ tụng kinh. Tăng đoàn Myanmar sẽ tụng kinh để cầu nguyện và chúc phúc đến tất cả quý hành giả trong ngày tu hôm nay. Nam mô Buddhaya. Mặc dù chúng ta không hiểu nhưng chúng ta cứ lắng lòng, nhắm mắt, tĩnh tâm để tiếp nhận cái năng lượng và sự chúc phúc của tăng đoàn Myanmar đến tất cả quý hành giả. Nam mô Tathā Bhagavato Arahato Tamadang Buddhata. Namo Tathā Bhagavato Arahato Tamadang Buddhata. Namo Tathā Bhagavato Arahato Tama tang Buddhata. Iti pito bhagava araham tama tang Buddha. Vaisa sarana tampano dukato loka vidu. Anottaro purita dhamma dharati. Tathā deva manottanam. Buddha Bhagavā Tuekhāto Bhagavata Dhammo Tandaitiko Agaliko Ehipatiko Opaneiko Pisadam Veditabho Venyuhi Tobdipano Bhagavato Tavagatanko Usopati Pano Bhagavato Tavagatanko Nyayapati Pano Bhagavato Tavagatanko Tamisipati Pano Bhagavato Tavagatanko Yadidam Sadari Purita Yugani Atha Purita Bhagala Eta Bhagavato Tavagatanko Ahuneyo Pahuneyo Dekhineyo Insali Karaniyo Anottaram Paunyakhetam Lokata Bhavaturu Tava Mingalam Rekhantu Tava Devata Tava Bodha Nubha Vena Dara Dukhi Bhavantu Te Bhavadu Tava Mingalam Rekhandu Tava Devada Tava Dhamma Nubha Vena Dara Dukhi Bhavantu Te Bhavadu Tava Mingalam Rekhandu Tava Devada Tava Dhamma Nubha Vena Dara Dukhi Bhavan tu te sadhu, sadhu, sadhu. Nam mô Phật. Để gieo duyên, ngày tụng thời kinh gieo duyên với quý hành giả Phật tử. Giờ chúng ta cũng tụng ba lời niệm Phật Pali để gieo duyên với ngài và tăng đoàn Myanmar, quý Phật tử. Sư cô đọc trước, quý Phật tử đọc sau ha. Nam mô. Nam mô. Tassa. Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sammā. Sammā. Sambuddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato.
sattu. We are very happy to meet you and to give the Dhamma talk, the teachings of the Buddha. Tôi và tăng đoàn Myanmar rất là hoan hỷ khi gặp đạo tràng tu tập một ngày như thế này. Và hôm nay, giờ này, cho phép tôi được có những lời khuyên đến tất cả quý hành giả. We are human beings, all are the same. Tất cả chúng ta đều là con người, là những người con của Đức Phật. We are looking for the happiness. Happiness is needed for all. Tất cả chúng ta đều mong đợi và tìm cầu hạnh phúc. Và hạnh phúc là mục tiêu cho cuộc sống. Tất cả ai cũng mong muốn. Do you need the happiness? Now you are looking for the happiness. Các bạn có muốn hạnh phúc không? According to Buddha's teachings, Buddha's asana, there are four kinds of the happiness. Theo lời dạy của Đức Phật và phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy cho tất cả những người đệ tử thì có bốn loại hạnh phúc với bốn cấp bậc khác nhau. And the Bali word is atisukha. Atisukha means possession, happiness on the possession, happiness on the properties. Hạnh phúc thứ nhất là hạnh phúc của ngũ dục lạc, là hạnh phúc của thế gian mà chúng ta đang tìm cầu, là hạnh phúc của thế tục, của những người ở còn sống ở cuộc đời mà chỉ hướng đến những hạnh phúc của thế gian. Second one is bhogasukha. Bhogasukha means every day we have the properties. We use, we apply with these properties, for example, food, meal, building, and dress, and so on. Hạnh phúc mà chúng ta có được từ sự đầy đủ về nhu cầu trong cuộc sống như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thuốc men. Hạnh phúc chúng ta có được nhiều tiền, chúng ta có được địa vị, chúng ta có những gì mà chúng ta mong muốn trong cuộc sống này đem đến hạnh phúc cho chúng ta. That one is ananaya sukha in Bali word. Ananaya sukha means you possess the properties, you possess the rank without debt. Hạnh phúc thứ ba là hạnh phúc mà chúng ta được an vui, tức là chúng ta không bị nợ nần, chúng ta không bị ràng buộc, chúng ta không bị những cái bức bách trong cuộc sống như là thiếu nợ thì phải bị chủ nợ đòi, hoặc là chúng ta bị những cái ràng buộc mà làm cho chúng ta mất đi cái sự thoải mái, mất đi cái sự an vui trong cuộc sống, tự tại trong cuộc sống. Thì khi chúng ta không có nợ, không bị vướng bận, không bị những cái ràng buộc, nhất là không bị nợ nần, nhất là trong thời bây giờ mà chúng ta bị nợ ngân hàng hoặc là bị nợ xã hội đen hay là chúng ta bị nợ gì thì chúng ta không thể hạnh phúc. Nên chúng ta không có nợ là chúng ta có hạnh phúc. The last one, the greatest happiness is happiness without fault, without blame things. Hạnh phúc thứ tư là hạnh phúc mà khi chúng ta được an vui trong cuộc sống này, không bị ràng buộc. Hạnh phúc mà chúng ta có thể muốn đi đâu chúng ta đi, muốn làm gì chúng ta làm, tức là chúng ta an vui tự tại. We would like to consider about these four kinds of the happiness. The first one is properties. Second one is applying with the properties. Third one is without debt. Fourth one is without faultness. Như vậy thì bốn loại hạnh phúc. Thứ nhất là hạnh phúc khi chúng ta có của cải, khi chúng ta có địa vị, có của cải. Nhưng mà hạnh phúc thứ hai là chúng ta biết dùng của cải đó
vào mục đích đúng. Và thứ ba là chúng ta không có nợ nần. Và thứ tư là chúng ta không bị ép buộc, không bị ràng buộc, và chúng ta ăn tự tại, thoải mái. Đó là bốn loại hạnh phúc của người đời, của những người mà chúng ta đang sống trong thế gian, trong cuộc sống này, đang mong đợi. In this world, there are two kinds of deed. Human beings are two levels, rich and poor. Rich and possessed a lot of the properties. Poor is not possessed properties. Cuộc sống này chúng ta thấy có hai dạng. Một người là giàu có, tức là có những của cải, tiền tài, có những gì mình mong đợi, có được cuộc sống ấm no, dư dả. Người thứ hai là những người nghèo, là họ khó khăn, vất vả, đi tìm cái ăn, cái mặc cũng đã vất vả rồi, đến khi bệnh tật cho đến mọi thứ đều không như ý, vì người ta không có tiền, không có của nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hey, Dharma brothers and sisters, I would like to ask question, do you want to be rich man or do you want to be poor man? Tất cả những pháp lữ, những Phật tử đang có mặt đây, tôi muốn hỏi các bạn thích giàu hay các bạn muốn mình nghèo? On the answer, want to become rich. Rich. The person to have a property. Millionaire or billionaire, the rich man. Muốn trở thành triệu phú hay là tỷ phú? Yes, I know that about the rich man, the some millionaire, have that a lot of the debt, the bank of the debt, Ngài, theo như Ngài thấy là có nhiều người học trò của Ngài, đệ tử của Ngài, họ là tỷ phú đó, họ là triệu phú đó, nhưng mà họ hận nợ ngân hàng cũng rất là nhiều. Họ có công ty đó, nhưng mà họ cũng lo lắng vì cái nợ ngân hàng, phải mượn nhà băng, rồi mỗi tháng phải trả tiền lời, tiền lãi, nên họ giàu, tỷ phú đó, nhưng mà họ cũng nợ nhiều lắm. Some millionaire, they have that, a lot of their debt, so that they want to die with a suicide. Thậm chí là những người là tỷ phú, mang tiếng là giàu, nhìn bề ngoài họ có vẻ giàu, họ có những cái cơ sở lớn, nhưng mà bên trong họ nợ ngân hàng rất là nhiều tỷ đồng, và có khi họ bế tắc trong cái công việc, nhất là sau cái mùa dịch này nè, rồi có nhiều người họ muốn tự vẫn, kết thúc cuộc sống bế tắc vì sao họ bị nợ ngân hàng. Possession happiness and mental happiness, what is it? Which one is the greatest? Possession happiness. Mental happiness. Thì hai loại hạnh phúc, một hạnh phúc thuộc về vật chất, hạnh phúc thế gian, và một loại hạnh phúc an vui trong tâm. Tức là mình không giàu về của cải nhiều, nhưng luôn luôn có được sự an vui trong cuộc sống, tâm của chúng ta luôn thoải mái, an lạc, không bị nợ nần. Thì chúng ta thích cái nào? On the answer, they have one to the mental happiness, no without debt. Without debt. Yes. You are without debt. Yeah. Chúng ta là những người không nợ. Chúng ta chúc mừng. Chúng ta đã có một điều hạnh phúc. Mặc dù tiền chúng ta không phải là giàu, không có tiền tỷ, không có là triệu phú, tỷ phú, nhưng chúng ta là những người không có nợ và chúng ta an vui. Rich man and poor man doesn't matter in the world. Actually, to attain the mental happiness, we should practice meditation. Tiền nhiều hay tiền ít không quan trọng. Chúng ta đủ sống là an vui. Quan trọng là chúng ta không có nợ và tâm của chúng ta luôn an vui. Và đặc biệt là chúng ta luôn biết đủ và an vui với giáo pháp. Mà để làm cho tâm an vui, tức là chúng ta có mental happiness, tức là cái vui trong cái tinh thần đó, cái vui trong cái an lạc. Thì như vậy là chúng ta đang sống và thực hành lời dạy của Đức Phật để có hạnh phúc cao hơn nữa, cuộc sống lâu dài về hạnh phúc an vui tự tại trong cái tinh thần á, thì chúng ta phải biết làm cho tâm của chúng ta trong sạch thanh tịnh. To attain the mental happiness, we should practice meditation.
There are two types of the meditation. First one is you practice a meditation, you have the mental power to have that any kinds of the what you want. Thực hành thiền hay cũng gọi là làm cho tâm thanh tịnh thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là thiền định, tức là samatha meditation, là thiền chỉ, thiền định để làm cho tâm lắng dịu những phiền não, khổ đau, làm cho tâm vắng bóng những cái ô nhiễm, tạm thời ngưng và làm cho tâm thanh tịnh. Và loại thiền thứ hai là thiền quán, tức là vipassana, tức là thiền tuệ, để làm cho tâm thanh tịnh và phát sanh trí tuệ, an vui, hạnh phúc thật sự. Thì chúng ta phải làm cho tâm của chúng ta không bị ô nhiễm. Và tâm không ô nhiễm thì chúng ta phải biết trau dồi và tu tập, huấn luyện, làm thanh lọc tâm của mình. She is my candidate, my student. She is a great master of the meditation. She will teach you about the two types of the meditation. Dạ, Ngài chỉ qua chúng con là sư cô Diệu Hiếu, là học trò của Ngài. Ngài là vị hướng dẫn cái luận văn tiến sĩ của chúng con. Chúng con được hoàn thành cái chương trình tiến sĩ với cái đề tài là thực hành ứng dụng thiền chỉ và thiền quán trong Phật giáo. Và đó là những cái phương cách mà chúng ta có thể nghiên cứu, học hỏi, tu tập và rèn luyện chính mình. Ngoài Ngài là một hiệu trưởng của hai trường Đại học Phật giáo, một trường là trường quốc tế do chính phủ Myanmar thành lập vào năm 1998, và năm 2025 Ngài thành lập một cái trường do chính tên của Ngài là Buddhist University Chekinda Dhammaduta và Meditation Center, bao gồm trong cái học viện đó, trường đó, Phật học đó thì có bao gồm cả hai pháp học và pháp hành mà Pariyatti và Patipatti trong cái university của Ngài, tức là đã vừa học để hiểu được những lời dạy của Đức Phật một cách am tường và thực có cái nơi để chúng ta thực hành giống như ngôi chùa này. Hòa Thượng và Thầy trụ trì đã tạo mọi cơ hội để quý Phật tử về đây tu tập để thanh lọc tâm mình, làm cho tâm mình an vui, hạnh phúc và thanh tịnh trong cái phút giây mà mình được ở chùa để thực hành giáo pháp của Đức Phật. Now the time, bây giờ là thời mà Ngài cũng muốn dành để cho quý hành giả có những cái câu hỏi đặt ra và Ngài sẽ trả lời bất cứ câu hỏi gì liên quan đến việc tu học hoặc những cái thắc mắc hoặc về đất nước Miến Điện, Phật giáo Miến Điện vân vân. Thì Ngài chào đón những cánh tay đặt những câu hỏi để chúng ta cùng trao đổi, giao lưu với nhau. Các bạn ở đây là đặc biệt là các bạn có thể tương tác và trao đổi. Còn các bạn ở các tầng khác thì chúng ta cũng chờ dịp khác rồi chúng ta sẽ hỏi. Bây giờ các bạn đây đại diện cho khóa tu, mình có thể đặt những câu hỏi. Nói tiếng Việt thì sư cô sẽ dịch lại để hỏi Ngài. A Di Đà Phật. Trong đạo tràng của Phật tử ở đây thì tu bên Tịnh Độ, chưa biết về bên thuyền. Chỉ có trong thờ khóa mà tu á, sau đó mới tĩnh tâm để niệm Phật thôi. Thành ra Phật tử chưa có hiểu nhiều về vấn đề bên thuyền. Thì cũng xin hỏi Hòa Thượng là chỉ dạy cho Phật tử để hiểu thêm về vấn đề bên thiền, chứ Phật tử các đạo tràng Phật tử đây là tu bên Tịnh Độ thôi. A Di Đà Phật. Master Sayadaw, she asked about she joined the Tịnh Độ, it means Buddha Nusati, chanting the name of the Buddha. She want to know how the meditation and the benefit of the meditation. Buddha Nosati. She want to know about the Buddha Nosati, recollection on the Buddha Bhaju. Yeah, the Buddha benefits of the Buddha Nosati. The benefits of the Buddha Nosati is
uncountable benefits. The well attain the uncountable benefits. And then how to practice Buddha Nosati meditation. I will explain and about Buddha Nosati. Thiền và niệm Phật cũng có sự liên quan. Khi các bạn niệm Phật, các bạn thấy tâm mình thanh tịnh không ạ? Có. Thì khi tâm mình thanh tịnh là mình đang niệm Phật Buddha Nosati, tức là niệm hồng danh của Đức Phật. Khi mình niệm Phật thì tâm mình nó không còn ô nhiễm, không có tham, đúng không? Lúc mình đang niệm Phật mình đâu có khởi tâm tham muốn nữa. Rồi khi mình niệm Phật thì mình cũng không có khởi tâm sân hận, đúng không? Mình đâu có nóng giận, khó chịu. Rồi khi mình niệm Phật thì tâm mình nó đang tỉnh giác, nó không có sao, không có mê mờ, không có bị tà kiến. Tâm mình lúc đó mình đang định tĩnh. Thì như vậy niệm Phật cũng là một cái phương pháp thiền mà thuộc về thiền chỉ, thiền định, để tâm lắng dịu, để tâm đưa đến định tâm tập trung trên câu niệm Phật. According to my experience about the Buddha Nosati, when I childhood, 12 years old, I'm a student. I went to the school. At the time, my friend said, at one second, there is a lot of the unwholesome states appear in our mind. I heard about this. I'm afraid of the unwholesome deeds. So how can I do to remove the unwholesome states not to arise every time? At the time, I'm a child, children, in my heart, I want to recite the one verse as Sobhagwa Itibi Arhan, Sobhagwa Itibi Arhan, Sobhagwa Itibi Arhan. It is a Buddha Nosati. Yeah, I recite the Buddha Nosati. I recollect the Buddha Nosati. For me, a lot of the benefits, a lot of the advantage appeared in my life. A lot. I want to do this, I can do this. I want to be this, I will be this. Surely, because of the Buddha Nosati. Ngài kể kinh nghiệm bản thân của Ngài khi Ngài mới 12 tuổi là một học sinh. Thì một hôm đó Ngài đi học và trên đường thì Ngài thỉnh thoảng trong cuộc sống nữa thì có những cái tâm sợ hãi. Khi Ngài thấy những cái cảnh tượng sợ hãi, ví dụ mình đi trong đêm mà mình gặp ma, hay là mình thấy những cái cảnh tượng mà mình tâm mình nó sợ, những nỗi lo, nỗi sợ nó khởi lên, thì bây giờ Ngài nhớ đến câu niệm Phật. Thì dĩ nhiên là bên các ngài Nam Tông thì các ngài niệm Phật cũng hơi khác, nhưng cũng niệm danh hiệu Phật, ví dụ như Na Samma Sambuddha và Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Hay là mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hay Nam Mô bất cứ một vị Phật nào, hay là mình chỉ niệm Nam Mô Phật thôi. Thì bây giờ tâm của mình nó trở về với cái mình nghĩ tưởng đến Ngài. Khi tâm của chúng ta nghĩ tưởng đến đối tượng là một đấng giác ngộ, thì mình trở về với cái sự thanh tịnh và sự bình an. Và bây giờ những nỗi sợ của Ngài nó được tan biến. Như vậy thì khi chúng ta niệm Phật là mục đích cũng để làm cho tâm hiện tại chúng ta được an vui, làm cho tâm của chúng ta được thanh tịnh, trong sạch và định tĩnh với cái câu niệm Phật, thì cũng rất là nhiều lợi ích cho chúng ta trong cuộc sống. What time is a Buddha Nosati meditation practice? Anytime. Where is a Buddha Nosati? Nếu chúng ta không nhớ Phật, niệm Phật, thì tâm của chúng ta thường nghĩ chuyện này chuyện nọ, và chúng ta nghĩ về tham, nghĩ về sân. Những gì chúng ta thích thì chúng ta sanh lòng mong muốn, tham muốn. Rồi những gì mà chúng ta không thích, không ưa mà chúng ta phải đối mặt, thì sự bất như ý, sự bực mình, khó chịu, nóng giận, sân hận sẽ khởi lên. Thì bây giờ chúng ta nhớ đến câu niệm Phật, thì chúng ta có được sự an vui, sự thanh tịnh. Anytime, anywhere, tức là niệm Phật bất kể nơi chốn thời gian. Chúng ta tu không cần đồng hồ luôn, mà lúc nào cũng nhớ đến Phật. Nơi nào, không phải về đạo tràng của chùa Hoằng Pháp chúng ta mới niệm Phật, mà chúng ta nhớ Phật.
nhớ Phật ở nơi nào chúng ta cũng hướng tâm nhớ Phật để tâm của chúng ta được an vui, tâm của chúng ta định tĩnh, tâm của chúng ta thanh tịnh. Đó là câu hỏi được trả lời cho Phật tử. Giờ mời những câu hỏi khác. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thành tâm đảnh lễ phái đoàn Myanmar. Hôm nay là một duyên lành rất là tốt đẹp của chúng con. Chúng con là hàng Phật tử tại gia, cho nên lòng muôn mong cầu sự thọ trì giới pháp. Và hôm nay được nghe phái đoàn thiền ở bên Myanmar qua, chúng con rất là vui mừng và phấn khởi, rất là hồi hộp. Và con có một câu hỏi như thế này ạ. Chúng con đó là bên chủ yếu là bên tu bên niệm Phật, nhưng mà rất là ngưỡng mộ bên thiền, vì con biết là ngồi niệm Phật mà tâm nó không lắng động thì cũng rất là khó để mà niệm Phật. Và con cũng tập ngồi thiền nhưng mà nó rất là khó, nên xin Thầy chia sẻ cho chúng con cái kinh nghiệm ngồi thiền làm sao mà nó không bị vọng tưởng, để cho tâm chúng con thanh tịnh, để đúng như lời Phật dạy. A Di Đà Phật. Cảm ơn câu hỏi của cô. We appreciate the meditation practice. Now, how to purify the mind? Not thinking, we don't want to thinking and worry, mind worry. Please explain the how to practice. Yeah, thank you so much for your question. Yeah, cảm ơn câu hỏi của bạn đã đặt ra. I know that about your question, the main point, it is how to practice to purify the one's mind. Làm sao để thực hành thiền và để thanh tịnh tâm, làm cho tâm an vui, làm cho tâm định tĩnh sáng suốt. We know that about the meditation to practice like this, to purify the mind. So how many kinds of the meditation practice? Meditation practice is mainly only one. And then the two methods. And then three methods, and then four methods, and then 8,400 meditation method a lot. Để làm thanh tịnh tâm chỉ là một mục đích, để chúng ta thanh tịnh chính mình, để làm cho tâm của chúng ta luôn định tĩnh sáng suốt với trí tuệ, thì có nhiều phương pháp để làm cho tâm thanh tịnh. Trong lời dạy của Đức Phật, thiền có một phương pháp, hai phương pháp, ba phương pháp và có nhiều cách. Phương pháp đây là nhiều cách thức để làm tâm của chúng ta thanh tịnh. Mà trong lời dạy của Đức Phật thì có 84.000 pháp môn, cái cách để trở về thanh tịnh và tu tập chính mình. Chúng ta có nghe 84.000 pháp môn lời dạy của Đức Phật. The main thing is that your aim is important. Meditator's aim is important. Now, your question is to purify one's mind. If you want to purify your mind, you should eliminate impurities of your mental better states. Tùy vào nhân duyên, tùy vào căn cơ, tùy vào cái duyên của mỗi người mà chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật có khác nhau. Nhưng mục đích vẫn là muốn có được sự thanh tịnh, để có được sự an vui giải thoát. There are so many kinds of the impurities, mental defilements in our mind. Mainly three things: greed, anger, delusion. We should eliminate the greed, from the greed to non-greed, from anger to non-anger, from the delusion to non-delusion. Vì tâm của chúng ta nó bệnh nhiều lắm, nó đủ thứ bệnh, nó phiền não. Một cái tâm phiền não với nhiều cái bệnh. Trong đây, chúng ta là những người bệnh nhân với những cái bệnh tâm. Bệnh tâm ở đây là do tâm của chúng ta nó đang bị ô nhiễm phiền não. Mà ba cái phiền não chính yếu nó chi phối tất cả những khổ đau trong cuộc đời này, đó là tham muốn, tham dục, tham lam. Cái trạng thái tâm là mong muốn, mong, cứ mong, mong. Mong muốn và tham muốn. Trạng thái thứ hai làm cho tâm ô nhiễm, làm cho tâm phiền não khổ đau là trạng thái sân hận, nóng giận, bực bội, khó chịu, trạng thái của dosa.
Trạng thái tâm đầu là tham muốn, là trạng thái dính mắc bám víu vào những gì mình mong đợi, những gì mình mong muốn. Cứ muốn, muốn và tham muốn không dừng nghỉ. Cái trạng thái tâm là nó cứ muốn và nó muốn hoài, nó muốn hết cái này, có cái này, nó muốn cái khác. Như vậy trạng thái đầu là lobha, trạng thái thứ hai dosa là sân. Khi chúng ta muốn không được thì sao? Chúng ta sẽ khó chịu, chúng ta sẽ sân hận. Mới đầu là mình ghét, rồi bực bội, khó chịu, rồi nóng giận, rồi sân hận, rồi đến mức độ cao hơn nữa là thiêu hủy và tiêu diệt. Trạng thái sân là nó như vậy, là dosa. Rồi trạng thái thứ ba là moha, tức là trạng thái si mê tà kiến, ngộ nhận, cố chấp, một trạng thái không có sáng suốt, trạng thái bị chi phối bởi những cái tà kiến. Tà kiến là gì? Thấy sai, thấy lầm, mê mẩn và cứ chấp cho mình là đúng, là trạng thái cố chấp, si mê. Và chính ba cái tham sân si, lobha, dosa, moha, nó làm cho mình bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái khổ trong cuộc đời này. Chính nguyên nhân là từ cái tâm không có thanh tịnh, phiền não của tham sân si. Yeah, lobha, dosa, moha, yeah, all these are mental impurities, mental defilements. Main cause of the mental impurity is attachment. Attachment is a cause of the impurity. If you want to become the purity mind, you should cut out, you should eliminate the attachment. So mainly that I would like to tell you, want to purify your mind, don't attach anything, don't attach everything. Okay. Cái nguyên nhân đau khổ chính yếu trong cuộc đời chúng ta ngẫm nhìn thôi, đó chính là gì? Đức Phật nói là tập đế, tức là nguyên nhân khổ là do tham ái. Tham chưa đủ, muốn rồi chúng ta muốn nắm, là tham ái dính mắc vào những gì chúng ta thích, chúng ta muốn. Cái đem lại cho chúng ta sự hài lòng, sự thích thú, và chúng ta tham muốn và dính mắc vào đó, nắm giữ nó, không muốn rời xa. Và như vậy làm cho chúng ta đau khổ, mà các pháp chúng ta không thể nắm được. Không có cái gì chúng ta có thể nắm giữ forever được. Nên là khờ nó vô thường. Tập đế là nguyên trong bốn tứ thánh đế. Nguyên nhân của mọi khổ đau là do dính mắc tham ái. Để hết khổ thì chúng ta phải hết tham muốn, hết tham ái, hết dính mắc. Chúng ta ít muốn, ít tham muốn thì chúng ta ít khổ. Tham muốn nhiều chúng ta sẽ khổ nhiều, tham muốn ít chúng ta sẽ khổ ít, mà hết tham muốn thì chúng ta sẽ hết khổ. Và cách để làm cho chúng ta hết tham muốn là tâm của chúng ta phải luôn sống với trí tuệ, sống với sự ly tham, sống với giáo pháp của Đức Phật. Now the time, thời gian cũng đã vừa phải, Ngài xin kết thúc lời khuyên ở tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho toàn thể quý Phật tử, chúng con thành kính tri ân đến Hòa Thượng, Hiệu trưởng Trường Phật Học, Trường Phật Giáo Quốc tế tại Yangon, Myanmar, cùng với Tăng Đoàn đã sắp xếp thời gian đến thăm Việt Nam, thăm các trường Phật học Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Và điều đặc biệt là thăm Chùa Hoằng Pháp của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta đầy đủ duyên lành được quý Phật tử tề tụ về chùa tu một ngày. Đây là một cái cơ duyên hết sức là thù thắng, bởi vì Hòa Thượng mới đến Việt Nam vào ngày hôm qua thôi. Và ngày hôm nay Hòa Thượng cũng có một món quà hết sức là đặc biệt. Dạ, Ni Sư có thể giới thiệu cho Phật tử được biết không, Ni Sư ạ? Đây là ngôi chùa Sedagom Pagoda ở Myanmar. Quý Phật tử nào đã từng đến Myanmar thì chắc chắn sẽ biết được ngôi chùa Sedagom này là một ngôi chùa lớn nhất về lịch sử cũng như về giá trị tâm linh, có hơn 2.000 năm. Và ngôi chùa cao 99 mét, toàn tháp bằng vàng. Thank you.
Chúng ta lắng nghe một vài phút vị phó viện trưởng nói nhờ gieo duyên với mình. Dạ. So it is great to see you. Now, when our rector Searo gave Dhamma talk to you, at that time I saw the questions from audience. So very interesting. So what I see is the lay devotees are really devoted Buddhists. I'm very happy to see such a devotees to follow, to practice the teaching of the Buddhas. So because of this, if you have time, so I would like to invite you to Myanmar anytime. You are welcome. Yeah. Chúng tôi đến Tăng Đoàn Miến Điện, Trường Đại học Phật Giáo Miến Điện đến đây thăm viếng. Và hôm nay khóa tu chúng tôi có cơ hội và nhân duyên với tất cả quý Phật tử trong khóa tu ngày hôm nay. Và chúng tôi rất xúc động khi nhìn thấy tất cả những Phật tử vào ngày Chủ nhật cuối tuần đã đến đây để tu tập, thực tập lời dạy của Đức Phật. Và trong lúc mà Hòa Thượng Hiệu trưởng cho những lời khuyên thì tôi quan sát tất cả các bạn với sự chú tâm lắng nghe, với những cái cảm của bạn thì đã rơi nước mắt cảm xúc. Và chúng tôi rất trân quý sự hành thực hành lời dạy của Đức Phật, tham dự những khóa tu như thế này. Và chúng tôi welcome và mời các bạn có duyên trở về đất nước Myanmar của chúng tôi và thăm viếng trường đại học mà chúng tôi đang chỉ giảng dạy, để gieo duyên nơi đất mà Myanmar, một đất nước Phật giáo đang có đầy đủ những pháp học, pháp hành. Tại Myanmar thì có rất nhiều thiền sư và rất nhiều vị tâm tạng, và đặc biệt là các vị này là những vị tăng là đang truyền bá Phật pháp, là giảng dạy trường của tất cả trên thế giới có thể về, và bất cứ lúc nào các bạn cũng có thể đến và học, không phân biệt tăng hay ni, mà Phật tử cũng có thể vô học trường mà chúng tôi đang hướng dẫn, welcome tất cả đến để học giáo pháp và thực hành giáo pháp của Đức Phật.